Rồi quý vị ơi, 589 nha quý vị, 3 cây 300 bao phí ship ha. 3 cây sâm hương 300k bao phí ship. Anh chị em nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nha quý vị. Rồi quay từ cây cho quý vị coi ha. Cái lon bồ cụm với cây bút lông mà quý vị nhìn thấy không? Đó, rồi quay từ cây luôn nha. Đây cây số 1 nha. Mấy cái cây này nó có phơm có dán sẵn hết trơn luôn rồi nè. Về cứ vậy mà bấm vô là nuôi mập, bấm vô nuôi mập, bấm vô cái ngọn á, cái nhánh á trên á đó. Đó cái này xong hết trơn rồi, cái này chuẩn bị ép vô đây hết nè, ép vô cái cây này cũng lên giá trị 2-3 xị rồi đó, 200.000 cây rồi. Tôi số lượng nhiều lắm, tôi không có ép chậu nổi quý vị ơi, về quý vị cứ vô chậu chơi đi. Rồi vậy nha quý vị ha, xuống luôn nha, 300k bao phí ship 3 cây ha. Rồi xuống luôn.